Chào mừng các bạn đã quay lại, giọng mình chậm, các bạn muốn hay hơn tăng chế độ 1.25, hay hơn thì 1.5 nhé, bộ nào hay thì để lại tên mình sẽ là... Bốn, ta theo chính nghĩa, nhưng hệ thống ép ta thành phản diện. Các con không cần theo ta vì thành bận tâm nữa đâu. Hả? Sư Tôn, người đã không cần bọn con nữa rồi sao? Sư Tôn, có phải là thành bận tâm đã xảy ra chuyện gì rồi? Chị Tôn à, nói tiếng người, đừng có nói những lời khiến cho người khác dễ hiểu nhầm. Vẫn là sao ước thông minh, hai con đúng là nghi thừa quá đơn thuần. Nhưng mà cũng khó tránh, từ lúc các con sinh ra đã ở trong tông môn rồi, thiếu sự hiểu biết về bên ngoài. Như vậy, ba người các con đến với cảnh thành trúc. Trước khi thông qua bí cảnh thành trúc, thì các con không được về thành vân tông. Bye bye. Tiếp theo, thì với làm sao đây? Sư Tôn thông báo cũng quá đột ngột rồi. Mùi lại không mang theo nhiều linh thạch. Ta cũng vậy. Không sao. Trước khi bị ném ra, ta đã kịp cầm thấy cái túi trữ vật của Sư Tôn rồi. Tiếp theo chúng ta... Ui. Đây không phải là phiêu bên cạnh Tiêu Miểu sao? À, Sư Huynh, hai người về nhau... có lẽ như vậy đi. Lao đầu, sao ông lại biến thành cái bộ dạng này? À, dừng tay ở Tiêu Quý Thú Nhận ơi. Lúc nãy. Đây là nước nghịch chuyển thao thiết. Tại sao Tiêu Miểu lại? Đáng ghét, cứ tiếp tục như vậy thì sẽ hồn phi vách tán mất. Đáng thần, đừng có vùng vậy nữa, hết trả giá cho mọi thứ ông đã làm đi. Chỉ có thể liêu chết một phèn sức mạnh cuối cùng của mình. Thần thức chấn đảng. Ây da, chính là bây giờ. Ông ta chạy đi rồi. Không sao, bây giờ nước thao thiết ở trên người của hắn thì hắn đã không có chỗ dùng nữa rồi. Trong màu ảnh vừa rồi, ta đã cho Tiêu Miểu suy nghĩ tấn công kho báu của Đại Nguyên Tông và đánh cướp bảo vật. Tiếp theo thì chúng ta chỉ còn theo hắn vào trong kho báu và chờ đợi cơ hội lấy được chìa khóa. Thì là giờ thanh liền kiếm tiền để lại ở cửu châu. Thời gian trở lại hiện tại, đàn lão chúng ta là không thích hợp. Ây, cũng có nghĩa là Tiêu Miểu và Đan Thần chia tay rồi. Mà tại sao khí vận của Tiêu Miểu lại giảm đi? Trước đó đối phó với Hàn Tông giảm khí vận của hắn xuống đến tiếng chém giết giữa nhất trở bàn tay. Đó là bởi vì thiên mệnh di tử cũng phần cấp bậc. Hàn Tông thuộc cấp đề cấp thấp nhất nên rất dễ đắc thủ. Và Tiêu Miểu Đàm Sơn thuộc thiên mệnh di tử cấp bờ. Mà muốn giảm khí vận của họ đến tiếng chém giết. Mà để làm được cái điều này thì chúng ta cần phải cắt đứt mọi cơ duyên mà hắn nhận được nhờ khí vận. Bây giờ thì Miểu có được cơ duyên của nước thảo thiết. Nước của thảo thiết. Chỉ cần Tiêu Miểu mất đi nước của thảo thiết thì khí vận của Tiêu Miểu sẽ giảm tới 500. Đến lúc đó thì cái chỗ có thể tùy ý chém giết. À lầm bác à, lão phụ sắp hồn vi vách tán rồi. Trước đó có thể nhận có một chuyện không? Chúng ta là kỳ địch. Tại sao tôi phải giúp ông? Cũng phải, dù sao thì chúng ta cũng là kỳ địch. Nhưng mà ta có thể cứu ông. Trong này có dưỡng linh bảo thạch. Có thể nuôi dưỡng linh phách. Thiên tài đi bảo tăng cường linh phách. Bên nhỏ này đã tốn mấy ngàn giá trị phản diện của mình đấy. Chuyện ông nhờ ta thi tự giải quyết đi. Vậy cái giá là gì? Lâm bác. Mọi thứ. Được. Ta đồng ý với người. Chuyện thế thì thần liền kiếm tiền. Phi thăng lên tiền giới. Tần thờ quay lại cửu châu. Để hệ thần khí ở lại đây. Mà thần khí này tên là chìa khóa phi thăng. Chìa khóa hình dáng màu cổ phát hoàng. Lệ hòa sâu liễm, nó dường như là chứa đựng sự huyền bí của thiên địa. Nếu như mà người có duyên lấy được thì có thể điều khiển được thần lực, mà khác thì có siêu phàm thoát tục, lập tức tiến hóa. Chia khó phi thăng. Vì gì à? Còn biết cửu châu đã bao lâu rồi không có ai phi thăng không? Bảo khố 5.000 năm rồi. Từ sau khi thanh liên kiếm tiền, cửu châu không có ai đột phá đại thừa phi thăng lên tiền giới nữa. Chân lìa.
Đây chính là chìa khóa phi thăng ư? Mặc dù đây cũng là một trong những pháp bảo của chìa khóa ở Cửu Châu mà thanh niên kiếm tiền để lại, nhưng mà nó không phải là chìa khóa phi thăng. Pháp bảo có hình dạng chìa khóa mà thanh niên kiếm tiền để lại trên Cửu Châu ít nhất thì có hơn ngàn cái, còn có rất nhiều cái chưa được ai phát hiện. Ai cũng không biết pháp bảo chìa khóa nào mới là chìa khóa phi thăng thực sự. Vậy phụ thân, đưa con tới bảo khóa 101 xem chìa khóa này là vị. Gần đây trưởng lão trong tộc phát hiện ra chìa khóa kim thượng này đột nhiên sinh ra cộng mình với kim long vương, đảm lưu truyền trong huyết mạch của tộc ta. Sau khi cộng mình chìa khóa sẽ chiếu ra một tấm bản đồ, và người có độ thuần khiết huyết mạch càng cao thì bản đồ chiếu sẽ càng rõ. Nhưng mà tại sao lại muốn con về tộc? Người có độ thuần khiết huyết mạch cao nhất trong tộc không phải là vụ thần sao? Trước mắt quả thực là ta. Nhưng mà nếu như người nhì còn có thể tông qua được thứ luyện xí tìm lòng quật của bí cảnh hồng mai thì con mới là người có độ thuần khiết mạch cao nhất của tộc ta. Chuyện liên quan tới chìa khóa phi thăng và tiên giới, đây cũng là lý do tại sao ta đột nhiên đưa con về tộc. Phụ thần, bí cảnh hồng mai ở đâu? Ở hàng ngọc tuy cảnh. Kế hoạch trong ngày bắt đầu vào buổi sáng, những con sâu dậy sớm có chìm chơi. Chuyện gì đây? Xảy ra gì đó cũng nói nhiệt thế. Tránh cho đi nhờ chút. Đây là lệnh truy nã Tiêu Miểu. Muốn tìm người thì có thể nhờ Thiên Cơ Tông giúp đỡ. Không còn Tiêu Miểu thì có lẽ ta có cách để tìm được. Đơn thường tiền bối, vết thương của ông đã đỡ chưa? Tư Vân cô nương đừng lo, mặc dù rất nghiêm trọng nhưng mà thỉnh thoảng ra ngoài thì vẫn được. Lão đầu, ông vừa nói là có cách gì đã tìm được Tiêu Miểu? Về phần lớn ký ức và sức mạnh của ta đã bị Tiêu Miểu lấy đi, nhưng mà những phần quan trọng nhất vẫn còn ở chỗ của ta. Ví dụ như cái này là một tí bản nguyên lực cuối cùng của nước Thảo Thiết. Chỉ cần Tiêu Miểu không có một tí bản nguyên này thì hắn không thể nào khống chế hoàn toàn của nước Thảo Thiết. Hơn nữa, khi hắn sử dụng nước của Thảo Thiết thì ta còn có thể tổng hòa được một tí bản nguyên lực này để cảm ứng được vị trí của Tiêu Miểu. Và bây giờ ta đã cảm ứng được nước của Thảo Thiết. Ở đâu? Ở đó, Tiêu Miểu đang tăng tốc tiến thẳng về phía trước. Phương hướng này đây là hướng của hàng ngọc tuyết cảnh. Đúng rồi, bí cảnh thành trúc ở trong hàng ngọc tuyết cảnh, mà trong tay của Tiêu Miểu cũng có một lệnh bài của bí cảnh thành trúc. Cũng có nghĩa là Tiêu Miểu vẫn chưa từ bỏ bí cảnh thành trúc, mà hắn muốn bảo vật trong bí cảnh của thành trúc. Vậy sư huynh, chúng ta cùng xuất phát tới hàng ngọc tuyết cảnh đi. Nhìn nha. Trong những dãy núi trải dài thì chắc có một lối đi vào phía sau của ngọn núi, mà trên lối đi này có một thành trì tên là Thành Vô Song. Ở cuối đường Thành Vô Song lại có một tòa nhà tên là Ly Cạc Cát. Ly Cạc Cát không phải là một nơi bình thường, mà là một nơi tu luyện được đặc biệt tạo ra cho các tu hành giả. Địa cấp động số 7, địa cấp động số 72, địa cấp động số 73. Nơi đây cung cấp các động phủ được thiết kế đẹp mắt cho thuê, để cho các tu hành giả tĩnh tâm tu luyện và nghỉ ngơi tại đây. Địa cấp động phủ số 72, bên trong động phủ. Chuyện gì vậy? Tại sao lại có âm thanh ồn ào phát ra từ các bức tường? Những động phủ này Ly gia đã bố trí rất nhiều lớn trận pháp phòng ngự mà. Ăn. Ây da, địa cấp động phủ số 72. Đồng quá sư huynh, những thành dù sông gần đây thường xuyên xảy ra các vụ án mạng kỳ lạ. Hơn nữa người chết đa phần đều là tán tù. Mà tại sao các tán tù có lẻn vào trong thành dù sông? Chẳng lẽ họ không sợ sao? Sư đệ, tu hành chính là nghịch thiên mà đi.
Một thời gian nữa sẽ là hàng ngọc tuyết thần tế trăm năm một lần. Khi đó, thì vừa lên bào tuyết ở sâu trong hàng ngọc tuyết cảnh sẽ lăn xuống, và diện mà thực sự có trăm ngàn núi tuyết sẽ lộ diện. Mà trên ngọn núi tuyết đó lại có bông sen, có thể tăng tuổi thọ mà không hề có bất kỳ một tác dụng nào. Cho dù là tự mình dùng tay là trao đổi với vật tự tu hành của các thế lực khác, thì đều là cơ duyên hiếm có. Mà muốn tiến vào hàng ngọc tuyết cảnh thì phải đi qua thành vô sông. Này đây là lý do cho dù thành vô sông xảy ra án mạng kỳ lạ, vẫn càng ngày càng có nhiều tán tu. Ồ, hóa ra là như vậy. Hử? Vì huynh đài này, thì cả cái xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại có nhiều người quỳ quanh đây thế? Trong ly cà cát thì xảy ra án mạng. Nhưng mà ông thủ đúng là to gan tày trời, vậy mà lại dám phạm tội trên địa bàn của Ly gia. Quá nhiều. Không thành thế nào. Đại tiểu thư, tôi nói cả người chết giống y hệt với cái án mạng kỳ lạ trước xảy ra ở trong thành gần đây. Mà linh lực toàn thần và linh hồn đều biến mất không dấu vết. Vậy mà có người lại dám gây ra tội ác như vậy trên địa bàn của ta. Ác đồ làm bài hoại danh dự Ly gia ta không thể dùng thứ. Chuyện này liên quan tới mặt mũi của Ly gia ta, nhất định phải tra tới cùng. Không tiếc bất cứ giá nào cũng phải tìm ra hung thủ. Ta muốn để cho hung thủ này biết, khiêu khích Ly gia ta thì phải trả giá đắt. Dần để tiếp thực, bọn ta nhất định sẽ cố gắng hết sức không nhập sứ mạng. Lâm Bác thông qua cảm ứng của nước Thảo Thiết, qua 10 ngày rồi vị trí của Tiêu Miệu vẫn không thay đổi. Xem ra, Tiêu Miệu trốn ở trong thành vô sông rồi. Ây dồ, huynh đệ, chúng ta lại gặp nhau rồi. À, đây là sư tỷ ta, Độc Cô Ngọc, sư muội nào liền tư vận, con có nhìn nhà. Nhìn nhà. Sư huynh, ta liệt phòng sư muội Si Yến còn có. Lâm Bắc, ngươi còn dám xuất hiện trước mặt của ta. Nhưng tay đạp sâu, đừng quên nhiệm vụ trường lão về cho chúng ta. Tên này vẫn là dáng vẻ duy ngã độc tồn đó. Về lý do hắn ghét ta, ta có thừa hiểu được. Lý do? À, trước tiên thì không nói về điều này nữa. Nhưng mà nhiệm vụ mọi người nói là... Là sư huynh Ly Phong của ta tới rồi. Huynh ấy là thống lĩnh huyền ngự tù của Vô Song Thành. Nào, mọi người cuối cùng cũng đến. Hôm qua Vô Song Thành đã xảy ra một án mạng. Vô Song Thành đã xảy ra chuyện gì? Ở vị này là Ly Phong sư huynh, đây là huynh đệ của ta, Thành Vân Tông Lâm Bắc. Gần đây trên Vô Song Thành liên tục có tán tu tự vong. Linh lực và linh hồn của họ đều bị một sức mạnh thần bí nuốt trọn. Lúc người chết được phát hiện ra, chỉ còn một cái xác khô, dường như là bị rút cạn sự sống, bị nuốt trọn linh lực và linh hồn. Cách chết này ta đã từng thấy ở Đàn Nguyên Tông. Đàn Nguyên Tông Vương Đồ, đó chính là chết như thế. Mà hung thủ Tiêu Diễu cũng là vì chuyện này mà phản bội tông môn chạy trốn. Đồng thời ta cũng nhận được tình báo Tiêu Diễu 10 ngày trước đã đến Vô Song Thành. Thì đó ta thấy được sóng gió ở Vô Song Thành e rằng không tránh khỏi liên quan tới Tiêu Miểu. Phải nhanh chóng bắt được Tiêu Miểu, ngăn cản nhiều người vô tội hơn bị hại. Ây da. Hử? Khô Phàm, khu vực người bình thường cư trú ở Vô Song Thành. Nhiếp phụ, Tiêu Thiến của ta. Liệt tông lĩnh, tình hình người chết cô càng tuần thần, linh hồn đã biến mất. Vậy mà lại ra tay với người phạm không có sức đánh trả. Thầy thấy Tiêu Diễu cũng điên rồi, tất tiết đỡ hết đồ và ma rồi. Hiền ngự tù ngã lệnh, cho dù có lực tùng cả vụ sông thành, cũng phải tìm cho ra Tiêu Miểu cho ta. Tuân lệnh, nếu như Tiêu Miểu phản kháng, cho phép các người di chết. Có chỗ kỳ lạ, nên lão. Trên thi thờ người này thường này, ta không hề cảm nhận được khí tức của nước Thà Thiết, đà lậu.
Hơn nữa thì dùng nửa thảo thiết tôn vệ một người thường thì không hề có tác dụng với vị nàng ca tử vi. Sư đệ, ta vừa nghe ngóng được một vài tin tức. Ta phát hiện ra nhiếp hiệu thiến được sinh vào giờ âm ngày âm tháng âm. Càng khiến cho người ta bất an trong vòng 3 tháng qua, thì vô song thành đã có 5 tiếng nữ. Đến cùng giờ với cô ấy bất hạnh qua đời. Nhưng mà những chuyện này đều không khiến cho người khác chú ý. 3 tháng qua, đi đã. Tiêu Diễu phản bội Đan Nguyên Tông mới được có 1 tháng. Hơn nữa hắn vừa mới đến vô song thành được hơn 10 ngày rồi. Lẽ nào trong vô song thành ngồi Tiêu Diễu ra thì còn có kẻ khác làm chuyện thôn phở linh hồn này. Vậy sư tỷ, làm sao có thể để những tin tức như thế này? À, vì tỷ tỷ tiền bối này nói với ta thì ấy nói là người quen của đệ. Lý Chân tiền bối. Thì ra là như thế. Đà tử Đà Nguyên Tông Tiêu Diễu ngông cuộn trong hồi đầu giá đang thành. Lại học tà thuộc hút sát hồn người. Phản đội Bồi Đà Nguyên Tông. Mà sau đó thì trốn đến vô song thành. Hơn nữa trong tùy hắn cũng có lên bài bi cảnh thành trúc. Xem ra, Tiêu Diễu đến vô song thành là để vào bi cảnh thành trúc. Bất cỡ mục đích của hắn là gì? Thì hắn chỉ là một phản đồ. Đã dám giết người ở địa bàn đi già, đúng là không bị sống chết. Đại tiểu thư, bây giờ ta sẽ xin chi viện của Từ Gia Phủ. Sau đó, lật tung vô song thành tìm ra Tiêu Miểu Hút. Diệu đó chặt thành trăm mảnh. À không gấp. Không thành. Tôi hỏi người một vài chuyện trước. Lý Chân tìm bộ hiếp muốn hỏi gì? Cả người là từ Đà Nguyên Tông truy đuổi Tiêu Miểu đến tận vô song thành sao? Đan thành cách vô song thành hơn ngày vàng dặm. Ta nghĩ cái người nhất định là có thủ đoạn tài tình thì mới có thể biết được vị trí chính xác của hắn. Ta sẽ bảo thành chủ vô song tạm thời phong tỏa hết thành vài ngày, chỉ có thể vào chứ không thể ra. Nếu như mà các người có thể giúp ta tìm ra được Tiêu Diễu trong vô song thành thì ngày sau nếu như có khó khăn gì thì chỉ cần Lì Già ta làm được thì ta điều động lực lượng của Lì Già trả cho ân tình này cho người. Năng lực hứa hẹn này ở làm tình kiếp trước ít nhiều thì cũng phải là CEO. Bạn có một nhiệm vụ mới. Tiêu Diệu đã sử dụng nước tạo thiết, đạt được ngày càng nhiều sức mạnh và kiến thức. Cứ thế này thì tù vị của Tiêu Diệu không lâu sau sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Khí vận cũng sẽ dần dần khôi phục. Ký chủ, hãy đoạt lấy nước tạo thiết và di chết Tiêu Diệu. Nếu như thất bại, ký chủ và những người bên cạnh ký chủ sẽ rơi vào nguy cơ tử vong. Lý Chân tiền bối, Tiêu Diệu và ta có thâm thù đại hận, ta sẽ giúp hết toàn lực. À, nhưng mà không biết tiền bối có thể cung cấp cho một số sự giúp đỡ thực tế không? Được. Ta còn có thể mở bảo khóa của riêng ta cho. Để cho mỗi người các người cho một bảo vật làm phần thưởng. Lên bài này cho các người. Chi tiêu của các người trong vô song thành. Toàn bộ do ta thanh toán. Đa tạ tiền bối, bọn ta nhất định sẽ không phụ ủy thác. Phía trong động phủ thiên tử số 1. Qua không gian lương quá, không hổ là đồng phủ hàng đầu của Lì Già, từ thành bồng lại. Hơn nữa trong đồng phủ này còn bố trí tụ linh trận đẳng cấp. Nếu như có thể luôn ở đây thì thời gian thương thế của ta lành lại ít nhất cũng phải giảm đi phân nửa. Sư đệ, ngày mai hành động thế nào? Chúng ta chia làm hai đường. Sư tỷ, sư muội đưa đăng thần theo, ta hành động một mình. Đã bận biểu cả ngày rồi. Mọi người mau nghỉ ngơi. Ngày mai chuẩn bị bắt người. Thiên Cơ Tông, Xích Luyện Tông, Ly Trần còn có Nạp Tử Vận làm bắt. Không ngờ trong thành vô song thành tụ tập nhiều đồ ăn tuyệt vời như thế này. Thật sự quá tuyệt vời. Nếu như ta có thể thôn về chúng, chỉ còn thôn về chúng thôi. Sư huynh, huynh đi một mình nhớ phải cẩn thận. Ta biết rồi, mọi người cùng thế. Tinh thần nhìn thảo vừa hái xong đây. Nó có thể tăng cường cường độ mạnh và độ mật cảm của thần thức, là trợ lực tuyệt vời với hàng ngọc thân tiết thần tế lên núi, tri tìm liền phi liền.
Bây giờ mua tinh thảo thần huyễn mua 10 tầng 1 đây nhà. Các người có biết gì chưa? Lão chịu phát tài rồi. Hà Ngọc Tuyết thần tế là chương trình gì sao? Huyễn sườn lầu lì, bán huyễn sườn lầu lì đây. Tấm áo khoác này có thể ẩn dấu khí tức thật hoàn hảo, có thể để cho ngài nhẹ nhàng tránh được 10 vạn hung thủ tí sườn. Bảo vật này nhất định có lúc Hà Ngọc Tuyết thần tế lên núi. Giờ mua Hà Ngọc sườn lầu y còn tặng đang dược trị thường, mau lại mua đi. Tôi cũng đã nghe qua nói rồi, thấy bao lão triệu hồi mấy ngày trước ở Tuyết Sơn Thành phát hiện ra một thiền tiền giấu trong tuyết, kiếm được rất là nhiều thứ. Cả Vô Song Thành đều quay hành hoạt động chương trình này tổ chức à. Qua 10 ngày nữa thì chính là Hà Ngọc Tuyết thần tế rồi. Những thứ này đều là thứ cần thiết để tiến vào hàng ngọc tuyết cảnh. Còn một mỗi món có thể kiếm được lời to, cái người phấn chấn lên cho ta. Nếu như va chạm với cái đám người khùng vác 100 năm nữa thì cũng không đền nổi. Ai vô? Không. Không sợ chứ. Hồi được cứu rồi đó ta. Nguy hiểm quá. Tên xấu xa là ngươi. Úi hàng của ta. Chính là người đã đốt cho ta thuốc độc kỳ quái. Không mua là sản phẩm của thống, quả nhiên là cái loại tăng cường cơ bắp. Hai ta biến thành cái dáng vẻ xấu xí vì đàm cà ca vứt bỏ. Vì cơ bắp to lớn này. Ê rằng chứ dù là ta tu sĩ kim đàn chịu một đấm cũng không dễ chịu đâu. Đừng chạy đô xấu xa. Tiền ngũ vẫn chưa hoàn toàn lạnh lùng với Đàm Sơn. Hãy khiến cho tiền ngũ hoàn toàn cắt đứt với Đàm Sơn. Nếu như thất bại thì khí vận của Đàm Sơn sẽ tăng vọt. Ký chủ sẽ đối mặt với nguy cơ tử vong. Tiền ngũ, cô không muốn thoát khỏi hình dáng cơ bắp bây giờ sao? Người có thể khiến ta biến trở vợ. Nếu như cô đã nói là thuốc độc, vậy thì nhất định là cô thuốc giải. Màu mẫu giá thuốc giải ra đây. Thuốc giải ta có thể cho cô. Tiêu Diệu. Người cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi. Chỉ thiếu một chút. Thiếu một chút nữa thôi là có thể môi tiên của người ra rồi. Đừng hồn chạy. Nè, đừng có chạy chưa, mau đưa thuốc giải cho ta. Chúng ta cùng nhau chào mừng thành viên mới Tần Bồ Bồ Ca. Chào các huynh đệ. Tầng bầu nhìn chỗ này. Đó chính là thông đạo bí mật của riêng đội gâu gâu chúng ta. Lối chó thần bí. Chỉ có thở linh, cơ thể linh hoạt của loài của chúng ta thì mới có thể chui vào, chui lại trong đó thôi. Thông đạo bí mật này tuyệt đối an toàn, loài người không hề bị tới. Wow, thật là tuyệt vời. Mời người trước. Người là người, mời người trước. Không phải người, mời người trước. Đừng, ngươi là cái tên xấu xa, nên là người chịu trước. Đừng chờ, ngươi là thỏ, ngươi chưa qua lỗ thông tạo hơn ta, nên cho ngươi chửi. Không đứng, đừng lăng tăng nữa. Còn con chui thì Tiêu Diệu không biết là chạy đi đâu rồi. Đáng ghét. Lỗ chó đã biến thành to lên rồi. Có phải ta muốn bắt Tiêu Diệu đâu? Tại sao ta cũng phải chui qua cái lỗ chó? Tiêu Diệu không thấy dáng bóng đâu rồi. Mạnh rất y phục của Tiêu Diệu. Nên đây Tiêu Ngủ, ngửi cái mùi này đi, đi tìm Tiêu Diệu. Ta là thỏ, không phải là chó. Còn có ta, tại sao phải chui lỗ chó bắt người? Ta chỉ đến đây để lấy thuốc giải thôi mà, mau cho ta thuốc giải. Hòa Tống, đang vừa có thể biến cho Tiêu Ngủ về như ban đầu, còn bao nhiêu giá trị phản diện. Đang nguyên vẻ đẹp, có thể lợi bỏ hiệu quả đang hóa hình tăng cường cơ bắp một cách hoàn hảo, khiến cho dung mạo biến trở về dáng vẻ ban đầu, thậm chí còn đẹp hơn, còn tiêu hao một vạn giá trị phản diện. Giờ đặt quà mua không nổi. Kỳ chủ, ở đây còn có đang hoàn nghiên vẻ đẹp bán trên nghìn tạm thời.
Được thôi, thuốc giải cái tay cho cô. Tại sao? Ta sẽ cho cô thuốc giải tạm thời để cho cô biến về dáng vẻ cũ. Nhưng cái gì? Nhưng mà ta muốn cô thử thách Đàm Sơn. Ta muốn biết tình yêu giữa người các người có thể trải qua thử thách không. Tình yêu của Đàm Sơn Gai Ca và ta không thể phá vỡ. Đã bị bỏ rơi rồi, cô ở đây mà không thể phá vỡ. Cái này là trách nhiệm thuộc đó của người. Nếu như không thì Đàm Sơn Gai Ca còn lâu mới vứt bỏ ta. Nói nhiều như thế, cô có dám đi không? Có gì mà không dám chứ, giờ ta đi luôn. Đi đâu? Hôm nay, các ngươi đừng hòng đi. Chỉ bắt được một thôi sao? Bò đi, ăn trước một con thỏ này đã. Người nói muốn ăn ta hả? Quái thực là đáng sợ. Tiêu Diệu, cuối cùng ngươi cũng không trốn nữa rồi. Trốn? Ta chỉ là đang tuân theo các quy tắc săn bắn mà thôi. Ẩn nấp, sau đó thì nhật kích tộc sát. Thú liệt quy tắc. Quả nhiên như Đan Thần đã nói, nó tỉnh rồi. Đan Thần tiền bối, tại sao không thể nghịch chuyển sang chi thủy? Không chỉ là sang chi thủy, bất luận là gì thủy, gì hỏa, gì thổ, gì kim, gì mộc, đều không thể nghịch chuyển. Tại sao? Càng người có biết cái chữ lai lịch của gì không? Theo như ghi chép của Đại Bình Phong Thổ Ký, gì là do thiên dục dưỡng mà thành. Nhưng Đại Bình Phòng Thổ Ký nói là thiên địa. Không nhất thiết là chỉ nhận dưới chân của chúng ta. Mảnh thiên địa này, trước khi ta trở nên như thế này, thì ta đã từng một mình đi vào trong di tích Đồng Phủ, ít người biết tới. Cũng không có cách nào để xác nhận được chủ nhân của nơi đó. Nhưng mà hắn lại lưu lại một đoạn mốc vàng. Cố chầu nguyên bản bồ, dị cho đến khi vài năm trước ác dị chi hại xuất hiện, dị mới tùy theo rơi xuống cổ chầu. Hơn nữa thì chủ nhân của đồng phụ này phát hiện dị còn ngủ say cổ xưa, ý chí còn phải thỏa mãn điều kiện nào đó, liền dần dần thức tỉnh. Những điều kiện nhất định mà người nói chính là nghịch chuyển. Không sai. Hơn nữa thì chủ nhân của hang động này cũng phát hiện ra thì vẫn còn có một ý chí cổ xưa đang ngủ ở nơi xa lạ, chỉ cần đáp ứng số điều kiện nhất định sẽ dần dần tỉnh lại. Và thời khắc sinh tồn, linh hồn ta may mắn trốn được vào trong ngọc thạch này mới có thể thoát và trốn khỏi sống sót. Ngôi hiện tại thật là tiêu diệu sao? Hắn không phải là tiêu diệu, vậy hắn là ai? Hắn là cổ sư ý chí thao thiết chi thủy. Bị phát hiện rồi sao? Ta chính là ý chí trong thao thiết chi thủy. Các ngươi có thể gọi ta là thao thiết đại nhân. Về chủ nhân của thân thể này, thì ý thức của tiêu diệu dưới sự áp chế của ta có lẽ rất nhanh chóng sẽ không trụ được. Rất nhanh, cơ thể này sẽ hoàn toàn là của ta, để trao đổi một cuộc sống hoàn hảo mới. Ta quyết định trước hết sẽ giải quyết những rắc rối nho nhỏ mà còn do cơ thể này gây ra. Ví dụ như là kẻ thù của Tiêu Diệu. Thực lực của Thợ Thiết và Tiêu Diệu hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Ngoài ra, Tiêu Diệu một tháng này vẫn luôn dùng Thợ Thiết chi thủy để nuốt chẩn tư vị của người khác nhằm tăng cường tu vi của bản thân. Hiện tại hắn tu vi đã đạt tới kim đan kỳ đỉnh phong rồi. Càng người quá yếu. Tiểu ngủ tiếp tục đi. Đây là lệnh bài của Ly Gia. Cô cầm lấy rồi đưa cho Ly Gia đại tiểu thư. Ly Trần nói với cô ấy đã tìm được Tiêu Diệu rồi. Kêu cô ta mang người tới hỗ trợ. Ta rõ rồi. Ngươi mà vẫn chưa đưa thuốc giải, đừng có chết đấy. Sẽ không chết đâu. Cậu cố viện bình sao? Vô dụng thôi. Không còn biết ngươi gọi bao nhiêu người tới, cuối cùng cũng sẽ trở thành thức ăn của ta thôi. Làm được cái người nói trước đi đã.
Rồi Hàn Tín tiếp. Đi. Vì phong hộ hống. Đúng là một công kích ồn nhiều hà. Chỉ còn một tiếng gầm thôi mà tất cả phi kiếm bị thổi bay. Đây là sức mạnh của Thảo Thí sao? Lâm Bắc, chiến đấu thực sự phải hoàn giả. Còn nổ là một tình yến bản năng. Nhìn thật, trận chiến bắt đầu ngay từ nước đi đầu tiên rồi. Và kẻ thù phải chết. Thảo Thiết băng thiên trảo. Thành liền hóa thuẫn. Sẽ nát phòng ngự của hắn cho ta. Nước chẳng hy vọng của hắn. Cho đến khi hắn hoàn toàn bị nghiền nát. Được rồi. Thôn vào hắn đi. Thao thiết chi thủy. Không ăn được linh hồn. Chỉ cảm nhận được linh lực. Nề thổ nhận ngẫu. Bóp bờ đất sét.